Rồi, lời nói đầu tiên, Công Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ lên một cái cây mai mà bonsai thành phẩm, cái hàng cũng lớn ha mọi người. Đặc biệt là này là cái cây nó đang là kính tàn này. Những cái chi cành rồi này, các bạn thấy không? Nó rất là đều và nó rất là đầy đặn. Rồi, ở đây thì mình có một cái cây, thì cái bộ đế của cây khá là già và đẹp các bạn. Mọi người nếu mà cái cũ ngay trên đây là tầm cũng khoảng 30 32 ha. Cây này được cái là nó có cái cũ ngay đây và cây rất là già nha, tầm khoảng mười mấy năm rồi. Giờ mình sẽ tiến hành mình quay một vòng cho mọi người xem cái đế của cây. Thấy không? Đó mọi người. Cây cũng khá đẹp ha. Thì cây này hồi mình sẽ đo thông số và chiều cao xa sao ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay vòng để cho mọi người cùng ngắm ha. Cây này cây trực ha, trực lắc. Thì đó là những gì mà mình đã quay sơ lược cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay tổng tàn của cây cho mọi người xem đây. Đó. Thì cây này nó cao cũng khoảng tầm 20 nè mọi người, 40 nè, 60, 80 ha. Thì cây khoảng 80 và bề ngang cũng khoảng 20, 40, 60, 80 luôn ha. Bề ngang cái đây cũng khá là to và cây cũng khá là đẹp nè. Mọi người cái đế nè, đế cao thì cũng khoảng tầm 20 nè. Thế nãy mình đã quay bộ đế cho mọi người xem và cái hoành cũ của nó khoảng tầm 30 á. Cây này nếu mà về thay chậu được thì cái chậu này mình đang nuôi là chậu 4 ha, chậu xi măng 4 tới điểm ngọn trên đây thì nó cũng khoảng tầm 80. Cây khá là đẹp ha. Rồi thì anh em nào yêu thích cây mai này thì có thể liên hệ để sở hữu ha. Thì những cái chi tàn của nó là mọi người nó đều hết rồi, nó xè quạt hết rồi ha, những cái xương cá nó ra rất là đều đặn ha. Thì mình sẽ quay dài vòng để cho mọi người xem. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người cũng như là đăng ký cũng như là thích cái video này ủng hộ cho Cao Nguyên ha. Thì mình sẽ cũng dàn cũng đã lên những cái hàng nhỏ nhỏ, giờ mình sẽ lên cái hàng lớn hơn để phục vụ cho tất cả anh em yêu mây vàng ha. Cái hoành ở trên đây thì cũng khoảng tầm 20 ha mọi người. Cái rất là đẹp luôn. Là để làm những cái mai bonsai như thế này để khá là mất thời gian, tại vì cái xương cá đồ nó rất là lâu, mỗi một cái cành đồ nó chỉ đạt một cái thôi nha. Rồi cái video tôi Nguyên xin gửi lời chào tất cả mọi người, hy vọng nhận được sự ủng hộ tất cả mọi người nha. Để biết thêm chi tiết thì có thể để mình sẽ để cái số điện thoại ở trên màn hình để các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc là Zalo ha. Rồi bạn nữa Cao Nguyên xin gửi lời chào, sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bạn ha. Xin chào.